Cả nhà, hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm những cái lịch thi đấu của U20 Việt Nam tại vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á năm 2023. Và đây chính là một cái lịch chính xác nhất nha quý vị, chính xác nhất. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã hoàn thành và ban hành cái lịch thi đấu chính thức tại bảng F vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á năm 2023. Bảng F sẽ diễn ra tại Indonesia từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022. Tại vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á năm 2023 thì Việt Nam nằm ở bảng F cùng với các đội như là Hồng Kông, Trung Quốc, Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu tại bảng F diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Tomo có sức chứa là 40.000 chỗ ngồi, đặt tại Benoa của Indonesia. Sân vận động này cũng là một trong 6 địa điểm thi đấu ở các trận vòng chung kết FIFA World Cup 2023 nha quý vị. Theo lịch thi đấu thì đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta sẽ đá trận ra quân gặp Hồng Kông, Trung Quốc lúc 16 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2022, gặp Timor Leste vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vòng loại bằng cuộc đối đầu với lại là đội chủ nhà Indonesia vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2022. Theo thể thức thi đấu của mùa giải năm nay thì 10 đội nhất bảng và có 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết bóng đá U20 châu Á năm 2022 do Uzbekistan đăng cai tổ chức từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Trường hợp của U20 Uzbekistan nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì loại cái đội Uzbekistan ra và sẽ chọn thêm một đội là đội thứ 6 của nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất, vì là Uzbekistan thi đấu như thế nào thì họ là đội chủ nhà cho nên là họ chắc chắn sẽ có vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á tại chính Uzbekistan luôn nha quý vị. Cho nên là nếu như mà trường hợp mà Uzbekistan họ rớt vào một trong 5 đội có thành tích tốt nhất đó thì sẽ lấy cái đội thứ 6 có thành tích tốt nhất để mà tham dự vòng chung kết đó. Vòng loại cúp bóng đá U20 châu Á năm 2023 gồm có 44 đội được chia làm thành 10 bảng đấu do 10 nước đăng cai, 6 bảng và 4 đội và 4 bảng 5 đội. Bảng F do Indonesia đăng cai, các bảng đấu còn lại được tổ chức tại các cái nước như là Bahrain, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Lào, Mông Cổ, Oman, Ả Rập Xê Út và Tajikistan với mục tiêu giành thành tích tốt nhất tại vòng loại bóng đá U20 châu Á năm 2023 thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có tập trung tại Việt Nam của chúng ta tại trung tâm huấn luyện vào ngày 22 tháng 7 vừa rồi. Hiện toàn đội đang có mặt tại Nhật Bản để mà thi đấu các cái trận giao hữu và hiện tại bây giờ chúng ta đã có 2 trận đang đã thi đấu và chúng ta đã thua trước U19 Nhật Bản là 5-0 sau 3 hiệp đấu, mỗi hiệp đấu 30 phút 90 phút cả 3 hiệp và chúng ta đã thua U19 Nhật Bản với tỷ số là 5-0. Và trận đấu thứ hai thì chúng ta để thua trước U18 Shiryu Asaka, câu lạc bộ cũ của Đặng Văn Lâm với tỷ số là 5-2. Nhìn chung thì các đội bóng đó được đánh giá cao hơn chúng ta rất là nhiều đó, cho nên là hiện tại bây giờ thì chúng ta đang còn thua, nhưng mà quan trọng là cái vòng loại vòng của U20 châu Á năm 2023 chúng ta sẽ thi đấu tốt thôi. Còn các trận vừa rồi tại Nhật Bản thì là chỉ mang tính chất giao hữu, cho nên là quý vị và các bạn cũng đừng có buồn lắm nha quý vị. Kết thúc giải U19 quốc tế, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản và kết thúc tại Nhật Bản thì thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ về nước lại và chuẩn bị để mà qua Indonesia để mà chiến đấu. Và đây cũng là cái giai đoạn tập huấn rất là ý nghĩa đối với lại là U20 Việt Nam trước khi hoàn thành cái mục tiêu là lọt vào vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Nói chung chúng ta cùng bảng với lại là Indonesia, đội bóng sẽ là đội chủ nhà, cho nên là họ cũng không có phải là bung sức cho lắm cái tại vòng loại, nhưng mà họ gặp Việt Nam của chúng ta là họ phải muốn chiến thắng này, tại vì cái khát khao của người Indonesia họ rất là mãnh liệt và họ đã thua chúng ta ở các câu lạc bộ. Còn thật sự thì chuyến của đội U19 vòng chung kết U19 Đông Nam Á thì cũng bị Việt Nam và Thái Lan loại ngay từ vòng bảng, cho nên họ rất là muốn gặp Việt Nam một giải Thái Lan để mà họ có thể trả cái món nợ tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á vừa rồi diễn ra ngay tại Indonesia luôn nha quý vị. Cho nên là họ gặp Việt Nam của chúng ta là họ thi đấu trên 100% sức lực. Cái bảng này là một cái bảng đấu rất là dễ dàng với lại là U20 Việt Nam. Đội bóng mà đáng lo ngại nhất đó chính là đội U20 Indonesia thôi. Còn cái đội bóng là Hồng Kông và Timor Leste, Hồng Kông của Trung Quốc và Timor Leste thì quý vị và các bạn đã biết rồi, họ không phải là đối thủ của chúng ta. Và chúng ta nếu mà giành được thắng lợi trước hai đội bóng đó, và thắng lợi càng đậm càng tốt nha. Cái lượt trận đấu cuối á, chúng ta mà có lợi thế bàn thắng ăn thua nhiều hơn đội Indonesia, chúng ta chỉ cần cầm hòa thôi. Mục tiêu của chúng ta là cái ngôi vị nhất bảng, không có để là cái ngôi vị nhì bảng rồi xét cái thành tích tốt nhất, tại vì cái ngôi vị nhì bảng thì không có chắc chắn được là cái vé vòng chung kết, tham dự vòng chung kết U20 châu Á đâu nha quý vị, vì là gồm có 10 bảng. Thì nếu mà nhì bảng á, nhất của các cái bảng đó, nhất của các bảng đó là chắc chắn vào vòng chung kết U20 châu Á. Còn nếu đội nào mà xếp vị trí nhì bảng của 10 cái bảng đấu đó thì sẽ lấy chỉ có là 5 đội nào mà có thành tích tốt nhất thôi. Còn 5 đội kia sẽ bị loại, không phải là nhì bảng là sẽ được vào đâu, mà phải xét 5 đội nào có thành tích tốt nhất đã. Đó chính là một cái một cái chi tiết mà chúng ta phải lưu ý. Và nhì bảng là chưa chắc đã vào. Trường hợp mà đội chủ nhà Uzbekistan họ là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đó, thì mới lấy cái đội thứ 6 có thành tích tốt nhất nhì bảng để mà vào với lại là vòng chung kết thôi. Cho nên là chúng ta, mục tiêu của chúng ta tại vòng loại này là tại Indonesia là nhất bảng, vượt qua cả Indonesia luôn thì chúng ta mới chắc chắn được. Đó chính là những cái chia sẻ của Thái TV trong cái video này. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe và liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939732349 để được mua hàng và được giảm giá 20% và được kèm quà tặng một cái tai nghe Sony như thế này nha quý vị. Tai nghe Sony rất là xịn XB450 sẽ được tặng. Tất cả món quà, tất cả các cái mặt hàng mà Thái TV bán đều được tặng quà. Đối với tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua sẽ được tặng cái món quà này nha quý vị, tặng miễn phí luôn. Còn những cái vị nào mà chưa đăng ký kênh Thái TV thì sẽ không có được nhận quà nha quý vị. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Xin chào.